Bố ơi, bố ơi, bố chơi con rồi, bố ơi. Bố ơi, bố đừng đi làm rồi, bố ở nhà chơi với con đi. Bố phải đi làm mới có tiền mua gà mua thức ăn cho con. Một ngày bố đi làm bố được mấy tiền bố? Một ngày bố đi làm bố được 200 thôi con ạ. Giờ con về đập lớn con cho bố 200 nha. Là bố ở nhà nhơi với con nha. Bữa sau bố mới ở nhà nhờ về con, 200 là con để dành để ăn sáng đi. Khi này bố lừa con thôi, một ngày bố làm được 500 con ạ. À. Nè ơi, bố lừa ta rồi, một ngày.